Ok các bác nha, rất là tuyệt vời luôn các bác này. Chậu rửa bát lại về cho đại lý nha các bác nha. Bây giờ em sẽ đập hộp quay để cho các bác xem mẫu mã nha các bác nha. Nào ok. Inox 304 đấy. Đây là chậu có hồ rác, em bỏ hết ra cho các bác xem đi, để xem cho cái mùi hoàn thiện này các bác thì có ai cần thì là ủng hộ em hiệu nha các bác nhá. Đấy, đây là chậu này là chậu có hồ rác các bác nhá. Rồi em bỏ hẳn cái chậu ra đã. Đúng không? Đấy, đây là cái phụ kiện phụ tùng của bọn nó này các bác này. Đấy là cái siphon, bộ đấy bộ siphon. Rồi. Em bỏ hẳn ra đi. Đây là chậu này là chậu có hồ rác các bác ạ. Xốp siếc và đóng là rất là cẩn thận cho các bác luôn nha. Đấy các bác nhìn này, sáng bóng luôn. Sáng bóng đẹp luôn các bác nha. Rồi, em đặt lên đây. Em đặt ngang ra, thế đúng rồi. Em cứ đặt xuống. Rồi ok. Được rồi. Này các bác ơi, rất là tuyệt vời luôn này, rất mềm. Rồi em bóc anh cái chậu bên này ra nữa. Đấy, đây các bác nhá, đây là chậu có hồ rác các bác nhá. Rất đẹp luôn, mẫu mới năm nay. Năm nay thì thay vì là tròn thì thay vì vuông thì em đặt là tròn các bác ạ. Bát tròn. Đấy. Đấy thì nó đầy này, đầy đủ hết tất cả các siphon các bác nhá. Đây là cái hố cài dao, cài thớt. Nó cài vào đây này các bác này. Đấy, nó cài vào đây này. Đấy, đây là vòi RO này, đây là vòi nước này. Đấy, đây là cài thớt này. Cài dao cài thớt này. Đây bộ siphon của nó đầy đủ đấy các bác nhá. Hôm nay em Hiệu quay qua để cho các biết. Các biết thì em Hiệu cái này em Hiệu cũng quay rất là nhiều rồi. Đấy. Sáng bóng bong luôn, đẹp. Đây nhá, cái rổ rác đấy nhá. Đây cái giỏ đựng rác này, đây là phụ kiện giỏ này, các bác nhá. Đấy, em lấy ra đi. Đây. Đặt ở đây các bác nhá. Đấy. Đây bên này thì là em Thịnh đang giúp tôi bỏ cái bộ chậu ra đây. Đây nhìn rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác này. Rất là cái này con này chống ồn nha các bác nha, hàng đúc chống ồn nha các bác nha. Rất là đẹp, rất là dày dặn luôn. Đấy các bác nhìn này, sáng bóng luôn. Rất đẹp luôn. Đấy, đây, tiếp tục là bên này là chậu có bàn chờ. Đây, bàn chờ đây các bác này. Chậu có bàn chờ, cái này là các bác cái dán là dán ni lông thôi các bác nha. Các bác về các bác sử dụng, các bác bóc cái phần ni lông trắng này ra thì nó sẽ sáng bóng như kiểu là cái bên này này. Đấy, đây là có hố rác nha các bác nha, có cài dao, có cài thớt này. Còn bên này thì là có bàn chờ các bác nha. Đây nó có một nguyên một cái bàn chờ này thôi này. Em thử bóc cái này ra anh xem nào. Rồi. Sáng bóng ấy. Ừ. Bóng ra sáng bóng. Đấy, các bác này, bóc quả sáng bóng luôn này. Ok chưa? Các bác về các bác lấy mà mua của sản phẩm của em thì các bác bóc ra. Đấy, sáng trưng luôn. Đấy, em bóc tiếp ra đi. Em bóc ra để cho các bác xem. Vâng. Những cái chậu này thì em Hiệu cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Và hiện tại em Hiệu cũng đảm bảo rất là tốt những cái mẫu chậu này cho các bác rồi. Đấy thì hôm nay em Hiệu lại quay lại thôi. Quay lại lặp lại để lên sóng lại để cho các bác đỡ quên là em Hiệu là không có cái sản phẩm này thì chết. Đấy. Để bóc con ra các bác nha. Bên nhà máy người ta cũng làm cẩn thận luôn, xốp chiếc đầy đủ, xốp chiếc đầy đủ này. Đấy, chống đi đâu là chống va đập,
cong vênh cho các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, bóc vào sáng choang luôn. Đấy, có bàn thờ các bác nhá. Hàng inox số 304. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bác nhìn này. Thì các bác bóc ra thì sáng bóng nên nhìn chất nó rất là đẹp luôn. Con này thì đã có một bên bàn chờ các bác nhá. Đấy, quay rộng ra cho các bác xem chút. Bên này là có hố rác này, còn một loại nữa là loại hai hố. Còn một hố bên em về cũng là rất là nhiều luôn. Ok các bác nhá, bác nào thì thấy cái video này hay hãy chia sẻ hộ em Hiệu. Bác nào mà cần đến cái sản phẩm này thì hãy liên hệ với em Hiệu nhá. Cái số điện thoại của em Hiệu để phần ở cái phần mô tả bên dưới các bác nhá. 078380 từ quý 7 là số của em các bác nhá. Ok, em xin kết thúc cái video này tại đây ạ.